Xin chào tất cả mọi người, xin chào các bạn. Mình là Khôi, năm nay mình 5 tuổi. Ở nhà cả nhà hay gọi mình tên là Cò. Ở nhà này không đi học được. Ở nhà các bạn làm gì? Mình thầy học nè, hát nè, và tập thể dục nè. 5 + 3 = 5 chia sẻ. Dạ, hết rồi. Hẹn gặp lại. Bye bye.